Có một cái anh này, khi anh gặp Nhật Đức anh nói chuyện là anh kêu Nhật Đức bằng mày không, tao với mày, hiểu không? Xong Nhật Đức nói thì có sao đâu, nói chuyện bình thường, ngày xưa ngoài đời cũng nói tao mày thôi mà, bình thường có gì đâu, hiểu không? Nhưng mà Nhật Đức nói với anh câu, Nhật Đức nói nè, nhưng mà anh nhớ bây giờ tôi xuất gia, tôi đi tu, anh phải nói chuyện làm sao nó có trí thức một chút, danh từ xưng hô phù hợp. Riêng tôi không trách anh, nhưng sợ những người người ta biết đạo, người ta lại nhìn anh bằng một cặp mắt thiếu trí thức. Vậy thôi, chứ mình thì không trách người ta quý vị. Trách làm gì? Nội cách xưng hô của mình là người ta đánh giá mình rồi, người ta xem mình là con người gì, thì bản thân của mình tự xem lại mình thôi, hiểu không? Ví dụ như ngày xưa Nhật Đức á, với bạn bè có thân cỡ nào thân, nhưng ngày xưa là ngày xưa, còn giờ người ta đi tu, người ta không cần cái danh tiếng đó, nhưng mà mình gặp mình xưng hô cho phù hợp thì người ta mới nói ờ ông này ông biết chuyện. Nói Phật tử mà ta quý Nhân Đức thôi, quý vị chỉ cần xưng hô sai cái thôi là Phật tử người ta phản cảm với vị liền, phản cảm bị liền dẫn chơi, hiểu không? Nên mình có cái học vị ở thế gian, nhưng mình phải cần có cái học vị chút xíu ở trong Phật pháp, vì cái đạo đức nhân cách. Nên cái câu này, nhân cách đạo đức sống và tu hành, hiểu không? Nhân cách đạo đức áp dụng trong nhân sinh, và nhân cách đạo đức nó cũng áp dụng trong đạo và trong đời, trong cuộc sống gia đình của mình phải có nhân cách đạo đức. Nên bây giờ chúng ta sanh ra đời, chúng ta có được cương vị, chúng ta có được cái gọi là cái địa vị của xã hội, mình làm chức này quyền kia, nhưng cuộc đời đâu có ai mà dị hoài đâu quý vị. Chúng ta có tin mình tồn tại dị hoài không? Không. Chúng ta chỉ cần thông minh một chút thôi, chúng ta sẽ nhìn bao nhiêu con người chức phận còn hơn mình đùng cái mắt tiêu. Chúng ta nhìn vậy thôi mình cũng giác ngộ một chút, để trong cuộc đời mình làm gì cho phù hợp một chút quý vị ơi, đúng không? Đó là người mới khôn quý vị ơi. À, khôn là vậy đó, hiểu không? Tại vì mai mốt người ta nói hùm chết để da, người ta chết thì để tiếng. Những đức thì nói hùm chết để da, người ta chết để chết tim, hiểu không? Gì thì hòa thượng thích Quảng Đức hả? Nó nên từ nơi đó ngài tự thiêu xong rồi ngài để là trái tim, thấy chưa? Nó mình cỡ nào cỡ mình cũng sống làm sao cho nó có cái tư tưởng gì đặc biệt một chút quý vị, hiểu không? Mình không có đòi hỏi cao quá, nhưng mà ít gì cũng phải xem trước xem sau để mà sống trong cuộc đời nghe quý vị. Nó dù mình nghèo gì mình nghèo, nhưng sống làm sao cũng dạy con cháu được một chút. Đời cha mẹ tí nghèo mà sạch rách mà thơm, chứ không có đến nỗi lạm dụng tiền bạc bậy bạ. Vậy mình cũng có thể dạy con cháu mình. Rồi một cái cương vị nào mình làm việc gì mình cũng dạy được con cháu mình. Mình dạy mình nói nè, đời của cha làm công an, làm công an rất là đặc biệt. Cha dạy con sau này làm công an giống cha nghe. Đời cha làm luật sư rất nghiêm túc, đặc biệt, đúng đắn đàng hoàng. Con sau này nhớ làm luật sư nghe. Nghĩa là mình làm cương vị gì mình cũng làm cha làm mẹ người ta mà, mình nên làm cương vị đó cho nó đặc biệt, để sau này mình dạy con cháu của mình dễ hơn. Thì nhớ nghe quý vị. Còn nếu như quý vị mà làm sai thì cái quả báo của con cháu sai nó sẽ đến nhà quý vị à. Tại vì chính quý vị chiêu cảm đến, nó tìm đến. Như Nhân Đức giờ niệm Phật, Nhân Đức chuyên nhất niệm Phật, toàn là Nhân Đức tập trung người niệm Phật về đây, vì thấy đông ghê chưa? Thấy không? Chứ nếu mà nhân viên Nhân Đức bây giờ mà đi quýnh lộn là chắc cũng đủ được nhiều người đi quýnh lộn lắm á. Tại vì cái tâm nó chiêu cảm, một số người thích quýnh lộn quý vị. Nó bây giờ Nhân Đức rủ người niệm Phật giảng sanh, bây giờ nhiều người niệm Phật giảng sanh về đây đông quá trời nè. Thấy chưa? Tâm nào cảnh nấy. Nên quý vị là người tu hành nó nhớ nè, cái tâm buồn giận hận trách phải giảm tối đa và buông xuống càng mau, càng sớm càng tốt. Giống như câu chuyện như Đức kể cho bị nghe, thấy chưa? Ông này chuẩn bị qua giết bạn ông gì mà nguyên một cái loại quỷ sứ ác hung dữ, cầm dao búa nó đi theo ông ào ào theo ông đó chưa. Mà ông vừa qua bên nhà đó mà ông tỉnh ngộ, ông nói giết nó rồi cha mẹ nó ai nuôi đây. Ông vừa nghĩ vậy một cái là tự nhiên những cái cảnh giới hung dữ nó mất tiêu hết trơn, và ông trở về là người hiền hậu đi theo không.
Đó, thấy không? Đó. Nó nên quý vị biết á, rồi gửi câu chuyện mà vị thiền sư ngồi nhập định á, hai người này ngồi nói chuyện, đầu tiên nói Phật pháp, hai thằng hộ pháp đến hộ trì. Cái này nè mấy bà nghe để nhớ kỹ nè. Ồ. Nghe để nhớ kỹ nè. À, nghe hoài đó mà quên đó. Mà có khi nó ngứa quý vị. Nó ngứa. Tại vì có người chọt nó ngứa. Nó phải nói, thấy chưa? Khi nói pháp á, thì có hai thằng hộ pháp đến hộ trì. Vậy mà khi vừa nói danh lợi cái là ma quỷ đến liền. Những đức nói cho vị nghe, nghe vị lập ra một cái trang mà châm chích người khác là những đức nói cho vị nghe, toàn ma quỷ vô đó không? 100% với vị luôn. Vị lập một cái trang ca hát nhảy múa là ca hát nhảy múa vô đó để nghe không? Vị lập ra một cái trang mà toàn là hát nhạc về đạo đức thì người nghe hài nhạc đạo đức vô. Vị lập qua một trang niệm Phật là người niệm Phật vô. 100% quý vị luôn. Còn quý vị lập ra một cái trang mà quý vị muốn tìm lỗi người ta soi bói là tất cả quỷ ma sẽ vô cái trang quý vị đi chơi với quý vị. 100% quý vị luôn. Tâm nào cảnh ấy, nó sẽ tập trung vô trong đó và nó theo một lèo như quý vị luôn. Quý vị chăm chích người ta mà nguyên một lèo nó theo quý vị, nó ồ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quý vị thấy chưa? Những đứa coi qua những đứa nói ô thì ra là đúng là tâm nào cảnh ấy. Còn cái trang mình đa bằng người niệm Phật vô không? À, lâu lâu lọt tên vô. Lâu lâu lọt tên vô, nhà đức nói ma bữa nay cũng qua học Phật. Chạy vô bác tử, lâu lâu có một thằng chạy vô. À, nhà đức nói chú Tâm Nhiên bữa nay ma chạy qua niệm Phật rồi đó nghe. Tại vì tất cả bình luận nhà đức đều coi chứ nghe. Thấy không? Mình coi coi mình giảng có người ta bình luận cái gì để mình xem xét lại quý vị. Mình cũng chấp nhận cái sự góp ý của người ta. Nên mình cố gắng mình coi bình luận. Nên lâu lâu cái con ma chạy vô. Mà nó cũng hay quý vị. Nó có những cái nó nói cũng đúng. Nó làm cho mình cũng nhắc nhở mình chút. Thấy không? Nó nên những đức nói con người trong cõi đời này ai cũng có cái ngã. Một số người thông minh quý vị chỉ cần gợi ý thôi là người ta hiểu rồi. Gợi ý là hiểu rồi. Thấy không? À, nên từ nơi đó mình hiểu được nguyên lý đó thì vì sống đặc biệt lắm. Nhớ người làm công đừng nên góp ý ông chủ. Người dưới tay người ta đừng nên góp ý quản lý quá cao tay. Quý vị tồn tại hơn. Muốn góp ý một người phải nhìn ra người đó để mà góp ý. Đừng có tùy tiện nói thẳng mà lại mắc lòng. Hiểu không? À, có một cái anh chàng vô chùa tu. Anh gặp như đứa nó nói câu: dạ thưa thầy, con nghe thầy, cái tính con nó thẳng lắm thầy. Con nói thiệt với thầy là con là gặp gì là con nói thẳng. Những đức nói: tôi cũng thẳng như anh, mà ngày xưa đi ăn mài. Nên tôi nói với anh nghe một câu: anh có cương vị gì mà thẳng? Anh có địa vị gì mà thẳng? Anh không có giống ôn gì chứ thẳng cái gì? Dù anh có biết cái gì đi chăng nữa, anh cũng đâu có làm được gì đâu. Thôi anh cứ im đó, anh lo anh sống, anh tu. Anh im anh tu đi. 10 năm, 20 năm sau anh hạ thẳng. Đúng chưa? Có gì đâu mà thẳng. Anh có thẳng người ta càng ghét anh, tim ai nghe lời anh làm gì đâu mà thẳng. Nên anh chỉnh anh lại đi. Anh mà ở đây tôi cũng xử anh luôn đó, chứ nó thẳng cái gì. Tôi bây giờ tôi có khả năng thẳng được với anh đó. Rồi anh không có cửa thẳng với tôi đâu. Cho biết. Đúng không? Nói quý vị nghe cái bài học này đi, nó cũng đặc biệt. Nên những người mà tôi thẳng lắm. Mình là người học Phật quý vị. Mình thẳng mà mình nên dùng cái loại cây nào để thẳng? Cái liễu. Mình dùng cái liễu để thẳng. Ví dụ như cái đường này nó thẳng thì chúng ta dùng cái liễu thẳng, chúng ta đi vô con đường đó. Nhưng nếu con đường này cong thì cái liễu nó bẻ vô cong. Đúng không? À, bây giờ mình, ví dụ như giờ đường thẳng mình đi thẳng, quẹo mình quẹo được. Quẹo. Vậy thì nên thẳng.
Bạn thẳng cái vị trí này là đây, là đây thẳng, nhưng nó quẹo qua đây, đây đây thẳng, quẹo đây, đây đây thẳng, quẹo đây, đây đây thẳng. Nó đều là thẳng nhưng nó biết địa điểm để thẳng. Đúng không? Thẳng lắm, bạn nên xem lại. Thẳng không có được cái gì mà cái chừng bị gãy cây. Hiểu chưa? Tôi cũng thẳng nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi nên tôi đi đâu giờ tôi sống không được vì tôi biết cách thẳng. Biết cách thẳng nghe quý vị. Nó nên mình làm vợ làm chồng ta cũng vậy. Đừng có bao giờ nói với vợ chồng tôi thẳng lắm, tôi thẳng tính lắm. Bao nhiêu năm nay thẳng tính có được hạnh phúc gì đâu mà thẳng. Thôi đừng có thẳng nữa, công đi. Đừng có thẳng nữa, công đi. Đã là thẳng người ta không thích rồi thì mình công. Đúng không? Rồi không biết cái gì chứ. Trong cuộc đời nó muôn biến dạng hóa. Bây giờ mình thẳng ai cũng ghét, thôi mình công đại đi. Công mà nhiều người thương thôi, tôi công đại đi. Hiểu quý vị? Nó nên á, mình bây giờ mình có cứng cỡ nào, bây giờ mình xem cái răng đi. Răng cứng hơn lưỡi hay gì? Nhưng mà răng với lưỡi tên nào rụng trước? Nhưng Đức nói cho vị nghe nha, răng chúng ta dù có rụng hết chúng ta vẫn không chết, vẫn còn đú xài chơi. Nhưng lưỡi mà rụng là bỏ mạng em ơi. Chúng ta chuyện giỡn đâu. Lưỡi rụng là bỏ mạng, sao không nổi, hiểu không? Nên quý vị thấy cái lưỡi mình chưa? Thẳng được không? Được. Nhưng bị công được không? Nó rồi coi nè. Nó cái lưỡi rất là khôn. Thẳng cũng được, thấy không? Công cũng được. Bẻ đông bẻ tay, bẻ lên bẻ xuống được hết. Quý vị nên làm cái lưỡi á, mới là người có trí. Đừng làm răng nghe. Răng hô hà cắn tùm lum nhưng cuối cùng gãy te tua hết chứ. Còn cái lưỡi nhẹ nhẹ vậy đó mà ngon á. Lưỡi ngon lắm chứ không dễ đó. Mày công nhận không? Mày biết không có cái lưỡi sao nói chuyện. Cái lưỡi làm rất nhiều chuyện tốt đẹp đó. Hiểu chưa? Chính xác đúng không? Nó nên từ nơi đó quý vị nên làm cái lưỡi đi. Hiểu không? Răng thì sử dụng nhất thời thôi. Đừng có cứng như cái răng, phải có cái lưỡi kết hợp mới được. Nghe không? Mà lưỡi lâu lâu cũng giúp răng luôn nha. Mà răng lại cắn lưỡi. Bởi vì răng này nó vô duyên này, nó cắn lưỡi. Có thấy không? Ăn uống mà nó cắn cái lưỡi, thấy chưa? Cắn cơm, cắn đồ ăn đi, cắn luôn cái lưỡi. Bởi vì mày cứng quá, mày cắn tầm bậy. Lưỡi lại giúp răng. Lâu lâu răng mà dính này dính kia, lưỡi làm nè. Thấy mày thấy lưỡi không? Lưỡi làm rất nhiều việc. Đúng không? Nó. Quý vị biết ra, nhiều con vật quý vị nó dùng lưỡi để trị bệnh. Khi con vật khác bị thương, nó dùng lưỡi nó liếm vết thương. Thấy chưa? Mà mình mà ai mà bị thương đi. Đó là quá tình cảm đó quý vị ơi. Thế vậy ví dụ như bây giờ người mình thương yêu đi, chạy mặt chạy mày đi, mình lấy lưỡi mình liếm máu thì tình cảm lắm đó quý vị. Không có giỡn đâu. Mà cái lưỡi nó cầm máu cũng giỏi nữa. Chứ không giỡn đâu. Ví dụ như cái tay của mình bị thương thì mình lấy cái lưỡi mình chấm chấm vô nó không chảy máu nữa đó. Bởi vì nó cái lưỡi nó khôn. Nó tồn tại là vãi rồi. Hiểu không? Thôi giờ chúng ta quyết định làm lưỡi nghe. Nó nên chúng ta quyết chí đợt này nghe quý vị. Lễ dưới quan âm 3 ngày này, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Đúng không? Mà nhớ nghe, người thân chúng ta là tặng hư không khắp pháp giới. Nó nên chân thật mà phát tâm đi.
háo hức cái tâm tư lên. Cái gì chứ tu là nó phải hừng hực, hừng hực cái tâm lên, nhớ nha quý vị. Ừ, mà cái tâm nó hừng hực rồi nghe lửa nó, lửa tu á, hừng hực lên liền. Còn quý vị mà nói tao thế nào cũng bỏ cuộc à, hiểu chưa? Nên mình phải tự tin, nhớ không có việc gì khó chị sợ lòng không bền, nghe không? Chỉ cần bền tâm bền chí là muốn làm việc gì nhất định được, hiểu không? Đó, đừng có sợ đau chân nghe. Đau chân có gì đâu đau. Tôi giờ tôi mập nè, tôi giờ tôi mập mà tôi quỳ rầm rầm. Có nhiều người nói tội nghiệp đầu gối thầy, tôi còn quỳ rầm rầm được mà giờ nó mập quá. Hồi xưa ốm ấy, quỳ xuống nó nhẹ, nó tăng 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 được. Còn bây giờ nó mập, bây giờ quý vị coi cái đôi chân mà nó quải khoảng cỡ 60kg. Nó quải mỗi ngày nó đi. Cái hai cái chân mà nó quải 60kg đi tối ngày đi tới luôn. Còn khi lại là nó dằn xuống là khoảng 70. Lại là nó nặng nữa, trên nó đẩy xuống. Nên cỡ đó mà quý vị coi đôi chân chịu gì nổi không? Vì mà nó còn gán làm việc với những đức. Nói không? Nó từ nơi đó mà phát tâm cho mạnh lên, nghe không? Chuyến này ai cũng đi ổn lắm nghe. Quý vị vô cái pháp hội lễ Quan Âm đợt này nghe, sau này quý vị ngáp ngáp mà yếu yếu đó, sẽ có người đến dẫn quý vị đi về Cực Lạc, nhớ nghe. Trời ơi, tại vì sao cái lượng người trong đó cái lượng không đơn giản. Bữa đó là có Bồ Tát đến. Hồi cái này có Bồ Tát đến chứ mà giỡn đâu nghe. Nà, Long Thiên Thiện Thần đồ đến đó. Ôi bao nhiêu con người đó mà quang minh phổ chiếu lên á. Khỏi chờ xuống coi. Giỡn đâu nghe. Một số quốc độ đến lễ Quan Âm chuyến này, động thiên hạ. Tại vì chương trình động thiên hạ quý vị, thì nhiều người ta đồn quá. Hạ là con người, thiên là chờ, động người dưới đất, người trên chờ. Chắc chắn quý vị luôn, chương trình này đâu có đơn giản, hiểu không? Chương trình này mà không đi chờ chương trình nào? Không? Nên bây giờ tu không tu cũng phải đi đến chương trình này chứ nghe. Phải đến mà dự. Nó đây là phước duyên đó nghe. Rồi những cái chị mà mang nghiệp phá thai á, phải đi nghe mấy chị. Dựa vào chương trình này để cầu siêu cho thai nhi nghe. Rồi cha mẹ mình bây giờ còn đang đọa lạc, dựa vào chương trình này để cầu siêu cho cha mẹ của mình luôn. Phát tâm đi. Chắc chắn quý vị, bây giờ mấy vị đang vừa phát tâm mạnh mẽ mà quyết định đi này nè nghe. Là ở dưới âm phủ á, là vua Diêm Vương á, là người ta đang á, là như thế nào, báo, thông báo rồi đó. Thông báo là ông bà cha mẹ của những người mà chuyến này đi lại Quan Âm nè, đang đọ dưới đó. Ông bà chuyến này á, khi mà lại xong Quan Âm chuyến này mà con cháu của ông bà mà lại nghiêm túc á, mà hồi hứa là được siêu thoát á nghe. Trời ơi, ông bà cha mẹ mình mừng lắm mấy vị ơi. Nó họ còn hỏi nữa, đứa cháu đời thứ mấy à? Nó hình như là đứa cháu đời chí gì á, chí chét gì đó. Tào ô chí chét mà tới bây giờ mà nó mới hồi hướng cho tôi. Mấy đời trước mà nó không làm được gì mà năm nào nó cũng sát sanh hại vật, nó làm đám dỗ nó bỏ xuống mà tôi đọ bao nhiêu năm nay. Bây giờ mà đời chí đời chét nó mới tu. Thấy không? Đời chí đời chét mới tu đó nghe. Nó cổ dùng nguyên cái lực lượng mà có người mà ba ngày miêm mặt nghe, nghiêm túc nghe pháp tu hành phóng sanh, cũng đi thực nghe. Rồi vị coi, cái công đức này vô lượng vô biên. Thì nhớ nghe, cái pháp hội này đặc biệt là 100% là pháp hội này không có danh lợi ở trong đó.
Đây là người đứng ra tổ chức mà không biết nữa thôi. Đây ngồi chú Tam Bảo mà dám nói câu tầm bậy hả? 100% là không có gì danh lợi. Hiểu chưa? Nó ai cúng dường gì là Hòa Thượng đang xây ngôi chùa mới kìa. Hòa Thượng đang xây ngôi chùa ngoài cổng kìa. Ngoài cổng Đại Ông Lâm vô vì thấy Hòa Thượng đang xây ngôi chùa lại đó. Vô cũ là xây lại luôn. Hòa Thượng nói ngôi chùa đó sau này cho bên mấy ông ở, người nam ở, ông già ở đó. Là tất cả đạo tràng là mấy ông già ra ngoài đó ở, là một ngôi chùa mấy ông già. Ừ. Nó nên mình về đây á, một đồng một cắt đó là mình chung tay với Hòa Thượng xây chùa tùy duyên quý vị thôi. Còn riêng những đức là 100% quý vị là về đây mục tiêu là tu. Chắc chắn luôn. Hiểu không? Chỉ cần xong cái pháp hội mà trang trải đủ là được rồi. Đúng quý vị? Đâu vào đó là được rồi. Nó vậy là quá mừng quý vị luôn. Chắc chắn Phật Bồ Tát gia hộ bị ư. Thấy không? Còn bữa giảng này nó háo hức quý vị. Tự nhiên sao người răng lên. Răng lên ngộ ghê. Cái tâm con người đúng là ghê thiệt nha. Tâm con người mà háo hức tu làm như nó răng ghê quý vị ơi. Tự nhiên tay chân bụng rụng quá chứ. Ngộ ghê trời. Bây giờ mình giảng pháp gì mà giờ thằng hộ pháp gia hộ cho mình các ngài cũng phải giỡn đâu nghe. Trong đạo pháp á, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế quý vị. Có những con người ta bên cạnh Phật là người ta hại Phật, nhưng khi người ta bên cạnh Phật giết người ta hộ trì Phật luôn. Sau này Đức Phật mới á, lấy những cái người mà ngoại đạo á, là đều cho những vị đó làm hộ pháp. Hộ pháp Phật môn là đa phần ngoại đạo đó quý vị. Là hộ pháp Phật môn á, là ngoại đạo đó. Nhưng mà khi mà quy y Phật rồi là họ trở thành người hộ trì cho Tam Bảo đó. Hộ trì cho Tam Bảo, đúng không? Nên mỗi một con người mình á, mình đến với Phật pháp á, Phật pháp nó có hai mặt quý vị, mặt trái và mặt phải. Nên quý vị đi về chùa mà quý vị học được mà trí tuệ á, là cái lượng người đông này nè, nó đa dạng con người. Những đức thì tương đối cũng nắm được à, là nó có hai mặt, có mặt trái mặt phải nằm trong đây hết á. Mỗi người người ta có cách vui của người ta. Quý vị coi loài người nó có nhiều cái để mà vui chơi lắm, nhiều cách lắm. Quý vị thì có một cái góc độ quý vị chọn đến chùa. Còn giờ này có những người người ta lại quán cà phê, người ta ngồi người ta cũng vui chơi. Có những người giờ này người ta đi quýnh bài, hoặc người ta đi vô sàn nhảy, người ta nhảy tưng tưng như con khỉ mất phong. Cũng là một phương pháp vui chơi quý vị. Những đức ngày xưa cũng là vui chơi vậy mà. Bây giờ chúng ta lại có góc độ là học Phật, nghe Phật pháp nó thấy vui chơi, thích thú hơn. Mình đã là thích thú thì mình lỡ đây à. Đúng quý vị? Thích thú là lỡ đây thôi. Đó. Nên từ nơi đó mà người ta về đây, mỗi một con người người ta vui khác nhau. Có những người người ta nghe pháp gì mà người ta vui khác nha. Có những người thì người ta vui, người ta bộc lộ có nhân có quả luôn. Người ta vui là tự nhiên người ta ầm ầm, người ta la lối ầm sùm, người ta vỗ tay rồi lên ầm ầm vậy đó à. Thấy không? Có những người thì người ta vui thì người ta ngồi, đúng không? Nhưng làm sao đừng có ghét nhau. Làm sao mà trong lòng đừng có nói thứ gì, nghe thì nghe đại đi, vỗ tay hoài bực bội. Đừng có nghĩ gì quý vị ơi. Mình hãy giữ trạng thái mình đi quý vị. Hiểu không? Miễn sao mà không có ai hại ai thôi. Hiểu không? Đó. Quý vị nhớ trên đoạn đường á, chạy xe, chiếc xe nó vẫn có lạng lách nhưng nó không có đụng thẳng cái chiếc xe kia. Nếu mình không lạng lách vậy mình chạy thẳng hoài nó cũng nguy hiểm nữa. Nên xe chạy thì cũng có lạng lách, thì lời nói cũng phải lạng qua lách lại nó mới ra Phật pháp. Chứ vị coi Phật pháp mà thẳng không ai nghe. Nên Phật pháp phải có lạng qua lách lại,
làm sao mà nó nghiêng qua nghiêng lại mà nó có cái thì dính người này, có cái nó dính người kia. Tự mỗi người mà nhận thức coi mình dính chỗ nào để mình sửa, đúng không? Chứ mình đâu có bao giờ mà mình chạy xe ngoài đường mà mình đi nhìn chiếc xe màu xanh rồi mình đi bấm cửa kính xuống mình nói xe tàu màu xanh, xe màu xanh tàu chớ mày chiếc xe màu xanh. Cái này là mình vô duyên. Xe màu xanh hay xe màu trắng, màu vàng, màu đỏ gì mặc kệ nó, mình cứ muốn qua mặt đó thì mình cứ lạng lách khéo léo làm sao mình qua mặt được thôi, đúng quý vị. Mình đừng có nói tên xe. Thì cũng như Phật pháp vậy đó, ai cũng có quyền nói chuyện làm sao lợi ích cho người ta, mà đừng có hài tên tuổi ai thì quá khôn rồi. Thì công nhận không? Đó. Hay như Dương Đức chia sẻ Phật pháp, quý vị có quyền cắt sao cắt kệ quý vị, nhưng đừng có hài tên tuổi, đừng có đụng chạm, thì quý vị sẽ không bao giờ bị người ta thương hay người ghét gì, lu bu lộn xộn. Cái dạy quý vị là quý vị nhắn ngay cái tên người ta. Nhớ kỹ một điều, như bản thân Nhân Đức cũng chấp nhận để cho người khác bình luận, nhưng mà cái bình luận của mình làm sao khéo léo, chứ mình đừng có trực chỉ, mình chơi thẳng ngay một địa danh nào. Đó là dạy. Mình là ai? Mình là ai mà mình dám làm điều đó? Công chúng không phải đơn giản. Ví dụ như bây giờ Nhân Đức ngồi đây, nhiều người thích Nhân Đức chứ, chắc nhiều người thích Nhân Đức chứ giỡn đâu, đúng không quý vị? Ví dụ như tôi mà học Phật chút, tôi khôn chút, tôi là cư sĩ ngoài đời đi, tôi làm cái gì chăng nữa tôi cũng suy nghĩ, nó không đụng với cái tên này sẽ có nhiều tên nó nhào vô mình, riêng tên này không đụng vì chơi nó không có được, vì cái cánh phía sau nó ghê quá, đúng không? Đó là cái khéo léo quý vị. Nó thí dụ như đi, người ta làm là toàn là cái chuyện lợi ích, chứ người ta không phải nói là cái cánh là cái gì người ta làm, không phải, mà là nhiều người thích người ta mà mình đụng người đó thì không nên. Cái đặc biệt nhất là chúng ta nên gợi ý. Gợi ý là một điều cực kỳ khôn. Gợi ý đừng dính địa danh. Nhớ nghe, dù quý vị có một cương vị gì mạnh cỡ nào, nhưng đừng đi vào địa danh người khác. Giảng pháp hay gì hay nói chuyện gì, đừng bao giờ đụng tới số nhà, địa chỉ hay là công ty, xí nghiệp, tên tuổi người ta, đừng đụng vô. Nhớ kỹ, Hàm Phật tử phải nhớ kỹ câu Nhân Đức nói, khi bị đụng vô là người ta có quyền người ta xử lý quý vị, đưa pháp lực quý vị hoàn toàn thua. Nhưng nếu quý vị mà nói không tên tuổi, dù có bực bội cũng không có nghĩ được cái gì, không làm được gì nhau cả, để nhớ kỹ. Nhưng mà Phật pháp nó có cái hay là nó có người nói như vậy để cho bản thân mình thấy mình đã bị phạm rồi, vì mình vừa kích động cái là mình tức. Còn nếu mà mình không có cái đó, mình không thấy tức chút nào. Còn mình có cái đó, mình sẽ tự điều chỉnh lại quý vị. Còn nếu mình có đó là mình, cái ngã mình, nếu cái ngã lớn á là mình cảm giác nó nói mình tức. Nhưng mà nếu mà mình là người học Phật rồi, à thằng này nó nói chúng mình, mình sửa, thì đúng là quá đặc biệt, số 1 luôn. Thì công nhận không? Tuyệt đối địa danh đừng bao giờ đụng vô. Nhất là những người có cương vị xã hội, hoặc có tiếng tăm, hoặc có nhiều người đi theo, đừng có đụng địa danh của họ. Họ như thế nào, đừng có đụng địa danh, đây là nguy hiểm lắm. Năm xưa mà những đức nhớ, mà một người mà đụng địa danh một người đã chết rồi, vì mà cuối cùng gây họa ghê chưa. Nên sau này bản thân những đức cố gắng găn nhắc mình, tuyệt đối địa danh những đức không bao giờ đụng. Phật pháp nó có phương tiện quý vị, hiểu không? Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nêu Đề Bà Đạt Đa làm sao nó rõ ràng là phương tiện để mà nhắc cái người đừng có phạm vào chỗ đó thôi. Nó cái nguyên lý này mình phải hiểu. Nó nên á, mỗi một con người chúng ta bị nhớ, mình mà làm việc mà mình lo cho một người vợ, một đứa con thì không có thể nào mà tâm lượng lớn bằng cái người mà nghĩ gì tất cả mọi người đó quý vị ơi, chắc chắn quý vị luôn, dễ gì. Như bản thân những đức hành đạo trong cái cõi đời này, những đức đang dẫn suy nghĩ và tính ra cho mình một con đường. Con đường là gì? Là bản thân mình thế nào cũng sẽ bị hại thôi, bản thân mình thế nào cũng sẽ lên bờ xuống ruộng thôi. Nhưng mà cái đặc biệt của những đức là những đức mong mỏi cái việc về cực lạc thôi. Mong mỏi về cực lạc thôi. Nó, tại vì cái thân này ở cõi này, ai mang cái thân này mà không khổ? Còn mang cái thân này là còn khổ.
Nên mỗi một Phật tử về đây quý vị giàu nghèo đẹp xấu, quý vị đã mang cái thân này là quý vị phải khổ thôi. Nó thiệt luôn. Bây giờ quý vị đi hỏi Hoa hậu Kim Tho được coi có khổ không. Hoa hậu cũng có địa vị, có tiền, có khổ không? Có chứ. Vì hỏi những người nổi tiếng họ có khổ không? Có khi họ còn khổ hơn mình. Còn khổ hơn mình. Đúng không? Quý vị đi hỏi cái người phụ nữ lớn lên mà không ai ngó ngàng đến khổ không? Khổ. Không ai ngó chân khổ. Mà quý vị đi hỏi cái người phụ nữ mà có 5-6 thằng theo đuổi khổ không? Năm sáu thằng theo đuổi thì không biết chọn thằng nào, mà có khi gình gặp để đi tìm cái thằng mà mình thích trong 5-6 thằng đó. Gặp thằng này rồi phải tìm cách thời gian nào để gặp thằng này, phải gặp thằng này, cuối cùng mình thôi, bản thân mình bị bắn te tua. Khổ không? Rồi cái bà mà không ai ngó tới, ở không thì cũng khổ nữa. Ở không giết rồi thấy cũng buồn. Mà nhiều chuyện, việc này việc kia đến hoài thì cũng buồn. Nên mang thân này là khổ bạn ơi. Nên ở thế giới cực lạc mà Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói á, ở thế giới cực lạc quý vị, xa lìa niềm vui và xa lìa cái dính mắc luôn. Vui cũng không có dính, có không có luôn. Mà dính mắc không có, mà cái gì? Chơn lạc. Chơn lạc là pháp lạc quý vị. Họ sống trong pháp lạc chứ không phải niềm vui. Không phải cái niềm vui như mình ở thế gian đâu. Niềm vui ở thế gian như mình, bữa nay mình vui chút mình khổ. Những đức nói quý vị nghe, quý vị ngồi đây có những người vì vui, nhưng mà có những người người ta ngồi trong đây mà người ta cũng đang bực quý vị. Có không? Có luôn, cả ngồi ở đây luôn cũng bực nữa. Trời ơi, đã mang cái thân này, mang cái tâm ở cõi đời là nó như vậy đó. Nhưng mà mình cứ như vậy mà sống, cứ theo lương tâm mà như vậy mà sống đi. Hiểu không? Người vui thì cứ vui, người bực thì cứ bực. Mỗi vai trò cứ sống đúng vai trò mình đi. Tại vì cái nghiệp duyên mình là như vậy, mình phải vậy chứ. Ví dụ tôi thì tôi sanh ra đời tôi nói chuyện nhiều, còn người kia thì sanh ra đời để ít nói. Tôi cứ nói chuyện nhiều của tôi, anh cứ ít nói của anh. Vậy thì đúng là cuộc đời này đặc biệt quá, đúng không? Nó rồi thí dụ như bây giờ đi, con nhỏ này nó đẹp hơn mình quá, nhiều bà kia nói công nhận chị đẹp ghê. Đẹp đâu mà đẹp, đẹp đâu mà đẹp, nhìn vậy chứ không có thật gì đâu mà đẹp. Nó nghe không? Thấy rõ ràng chưa? Nó có nghĩa là mình phải tìm ra cái nó không có đẹp. Phải chi mình nói à đẹp à, được rồi, mình phải tìm ra cái gì nó không đẹp. Nó như những đức thường nói phân đôi ra bản thân mình. Ngoài đời ngày xưa xấu quá trời, nhiều cái loại không đúng nội tâm. Trời ơi, Phật pháp mà học mà bây giờ mà thương bao nhiêu bà già cũng là Phật pháp quá hay còn gì. Hiểu không? Người ta từng nói ngày xưa mà nếu tôi mà không đi tu, tôi nói thiệt chứ cha mẹ ruột tôi chưa nuôi luôn nữa, đừng nói mà nuôi với bà già. Vậy thì Phật pháp nó quá hay rồi còn gì nữa. Tôi giờ tôi nghĩ cho bao nhiêu con người đòi hỏi gì nữa trời. Rồi vị coi, người ta vô nhà Phật người ta chưa từng tốn một cắc đi học, bây giờ ngồi nói chuyện ầm ầm mà còn đòi gì nữa chèn. Đúng không? Cái vị được lợi ích rồi còn gì nữa mà đòi hỏi nữa. Có nhiều người nói thầy giảng mà vui quá trời vui mà. Cái ông kia nói ủa sao ông vô duyên kỳ cục, nó giảng vui mà cũng nói nữa. Cái cuộc đời này thì càng vui, nó giảng vui vui cũng nói nữa. Nghe thấy cuộc đời chưa? Rồi á lại 3000 lại, tôi ngộ ghê, người ta lại nhiêu kệ người ta.
ta lại được, ta lại thì có chân có cẳng thì lại. Hiểu chưa? Không có chân có cẳng thì ngồi ghế. Bây giờ tôi nói tất cả những người đi về chùa mình tu á, có chân có cẳng thì lại, không có chân có cẳng thì ngồi ghế, không có, còn hoặc là ngồi dưới đất. Mình là thoải mái lắm, vô có sức thì lại, không có sức thì ngủ giấc. Sao đâu, cũng cái tâm nhiệt tình là còn gì. Sao ở nhà ngủ đi mà vô chùa ngủ, người ta muốn hưởng từ trường ké. Hưởng từ trường ké vậy. Quý vị cầm cái quạt, quý quạt gì nãy quý quạt cho quý vị cơ mà, quạt cho quý vị. Nhưng mà cái người ngồi kế bên á, gió nó bay qua một chút, thì bây giờ mình lại Quan Âm Bồ Tát, lại ầm ầm. Cái bà kia bà mệt quá, bà nằm bà ngủ, nhưng mà Phật, Phật Bồ Tát phóng quang bà cũng dính chút. Hiểu chưa? Lâu lâu mình vỗ tay bà cũng mở mắt ra, ta hưởng rồi đó quý vị. Thì thấy không, ai cũng được lợi ích hết, nhiều hay ít là do tại quý vị, do vậy thôi, đúng không? Bởi vì nhiều người cứ đặt câu hỏi gì sao mà cái ông này ông giảng gì mà nhiều người nghe, thì nè. Vui quá trời luôn mà đâu nghe sao được. Vậy coi bây giờ quý vị nói gì được không, vị nói cho người ta cười thử đi. Bộ dễ lắm hả? Đâu phải dễ nói cho người ta cười đâu trời. À, cũng không dễ nói cho người ta cười, mà cũng không dễ nói cho người ta khóc đâu. Những người mà giảng mà làm ta khóc là cũng cao minh lắm á. Cũng có cái tâm mà nhập cảnh nhập duyên dữ lắm á. Còn cái người mà giảng mà cho người ta cười là cũng nhập duyên nhập cảnh lắm á. Chứ không giỡn đâu nghe. Chỉ có cái người đáng thương nhất là giảng không ai nghe thôi. Không ai nghe hết trơn, chịu thua, đúng quý vị. Nhưng mà cái người giảng làm cho người ta khóc thì cũng hay, cái người mà giảng làm cho người ta cười thì cũng tốt, nó điều tốt. Tại có người nghe, trong cái nghe nhất định sẽ có câu Phật pháp, thì người ta sẽ lọt vào chủng tử được câu Phật pháp. Nên quý vị biết á, vì sao mà thầy chùa có phước lớn không? Càng về sau những đức càng tu, những đức lại càng thương thầy chùa. Hồi xưa những đức đi tu nhưng mà những đức không có thương thầy chùa. Nó thật lòng, bởi vì những đức là thầy chùa mà những đức không thương thầy chùa. Những đức có đặt là họ không có làm được những việc đặc biệt như bản thân mình làm. Những đức có cho bản thân mình là làm được đặc biệt, quý vị. Nó thiệt á. Nhưng mà càng tu về sau những đức có thấy thương thầy chùa. Vì sao? Dù họ làm sao họ cũng tụng bài kinh, tụng một bài chú. Hiểu không quý vị? Quý vị biết họ hơn cái người thế gian là ngay chỗ nào không? Họ đi ngang một đoạn đường, ai cũng sẽ trồng chủng tử Phật vào trong tâm. Nên người xuất gia họ phước họ rất là lớn quý vị ơi. Nó phước họ rất là lớn. Vì vì gặp người xuất gia dù họ làm sao không biết, nhưng mà vừa nhìn bên đây học Phật, chứ Phật vào tâm liền. Còn vì người ngoài, người ngoài đời không nói chuyện này đâu, không nghĩ điều này đâu. Nên cái hình tướng của người bạn đồ lam và cái hình tướng người cạo đầu xuất gia là phước rất là lớn. Phước rất là lớn vì gieo chủng tử cho người ta, quý vị. Rồi họ tụng bài kinh, họ tụng bài chú, người ta được nghe, thì cái chủng tử đó nó lót từ 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 từ. Bây giờ mỗi người mà nghe được Phật pháp, gặp Phật pháp là đã, quý vị đã từng nghe bài kinh và bài chú và niệm Phật thì bây giờ mới gặp nè, hiểu không? Bởi vì mình càng suy nghĩ mình nói ô vậy là mình nên thương người xuất gia, tại vì cỡ nào họ cũng có cái nhân duyên xuất gia. Nên từ đây về sau họ làm cái chuyện gì là cái đường của họ, mình nhắc nhở về một cái phương tiện nào thôi. Còn cái chuyện mà đối với người xuất gia, mình thương họ tại mình cũng là người xuất gia, hiểu không? Nên từ nơi đó còn việc gì mình làm được thì mình làm, mình làm được thì thôi. Nên những đức nói với bị, mình nghe đạo biết tu mình nên thương con người. Con người xa lạ còn thương nhau, không chỉ là người thân bên cạnh. Sống cùng một nhà là duyên dày lắm mấy vị ơi. Quý vị đừng có nói là họ trở ngại quý vị chứ. Họ trở ngại quý vị, nếu quý vị là người tu họ trở ngại quý vị để họ khảo đạo quý vị đi về cực lạc. Họ khảo đạo mình đi về cực lạc.
quý vị càng muốn về cực lạc. Vì quý vị ở trong căn nhà này khổ quá. Bây giờ quý vị muốn chọn một căn nhà mới hơn. Nên quý vị mới muốn về cực lạc. Còn nếu cái gì nó cũng thuận tiện cho quý vị, có khi quý vị lại mong mỏi ở cái nhà đó lâu. Hiểu không? Nên mình là người tu quý vị nhận thức nè. Họ quá thương mình rồi. Nó quá đặt vấn đề thương mình. Thì bản thân quý vị muốn dứt cái tình thương này khó. Dứt cái tình thương này thì không có được, khó lắm. Lương tâm không cho phép. Nó nên cái chữ ái trong cõi đời không khéo nó cũng là cái ác. Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Tại vì cái ác là cái ác đạo tương lai của mình á. Chứ cái thương người thì nó không có ác. Nhưng mà vì cái tình thương nên mình không có ra được. Không có ra được cái tình thương đó. Mà không ra được tình thương đó, thế nào mình cũng lọt vô tam đồ ác đạo à. Nó mới là ác. Hiểu chưa? Này, này quan trọng nè. Đó. Nên thương mà thoát ra được tình thương thì chỉ có đúng là quý vị phải gặp người dạy quý vị thôi, chứ không nói dòng do chứ à. Thương mà thoát được tình thương thì chỉ đúng là Phật Pháp. Chỉ có hướng giải thoát mới là cao minh. Vì sao? Vì thương mà bị thoát được tình thương, bị niệm Phật mới về cực lạc. Thì cái tình thương quý vị mới quay lại bị giúp cho những người bị thương. Đúng không? Bây giờ mình thương người ta thì mình phải đứng trên bờ biển. Thì cái người ta té xuống biển thì mình ở trên bờ biển mình mới kéo người ta lên bờ. Còn mình thương người ta mà mình nhảy xuống biển, à, cá mập nó dớt sạch nhất. Đúng không? Đừng nói cá mập, cá lòng tông nó rỉa cũng sạch nữa. Mấy cá lòng tông, cá sặc nó rỉa mà không còn miếng thịt luôn. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Đó, nên bản thân mỗi người chúng ta thương làm sao mà mình có trí tuệ mấy chị ơi. Hiểu chưa? Thương làm sao mà có trí tuệ kìa. Bây giờ á, chùa mình từng nào nhà Đức cũng tặng tượng Phật quý vị chứ. Vì những Đức nghĩ xa lắm. Vì sau này quý vị đều có tượng Phật ở nhà chứ. Phương pháp tu thì mọi cách những Đức đã bố trí sẵn hết cho quý vị. Từ phương pháp tu ở nhà, phương pháp tu MP3, rồi phương pháp lễ Phật có hình, rồi phương pháp lễ Phật MP3 đầy đủ hết rồi. Mà chùa mình cũng đã áp dụng luôn rồi. Bao nhiêu năm nay lợi ích. Bây giờ phương tiện bị có sẵn hết trơn luôn rồi. Có nghĩa là những Đức đến với cuộc đời này, những Đức đã hết lòng sắp xếp cho quý vị hết rồi đó. Đúng không? Thì quý vị ở đâu cũng vậy, nhưng quý vị chỉ cần nắm cái cách tu như vậy. Mà những bài chia sẻ Phật Pháp này nè, mỗi đời sau này nghe vẫn có lợi ích. Thì nhớ kỹ nghe, cách chia sẻ Phật Pháp của những Đức là sau này đi từng đời sau nó càng phát triển, thì nó cũng nằm vào những cái buổi chia sẻ Phật Pháp của những Đức. Nó theo cái sự phát triển nó luôn, chứ nó không có lỗi thờ. Vì cái tư tưởng hướng dẫn tu của những Đức đó là cương vị nào quý vị cũng tu được. Địa vị giàu sang, nghèo nàn hay là sao cũng tu được. Và niệm Phật thì người có khả năng niệm Phật sao thì niệm Phật theo gì. Nó không có bị trở ngại quý vị ơi. Nó nên cái pháp đó truyền lâu được đó. Truyền lâu được. Nó nên mỗi một người mới bị biết về máy tính rồi đó. Quý vị có những ổ cứng đó, những cái buổi giảng như thế quý vị lưu trữ lại. Sau này mà lỡ những đức cái gì đó là những cái dữ liệu đó quý vị vẫn còn phát triển ra được cho chúng sanh được nhờ. Chứ không phải giỡn đâu. Nó cũng là một công trình lớn đó quý vị. Quý vị cứ xem đi. Hơn 5.000 buổi giảng không đơn giản đâu. Quý vị coi đi. Ít ai mà giảng được nhiều vậy lắm. Là những đức hơn 5.000 buổi chia sẻ Phật Pháp nhiều lắm á. Nó nên từ nơi đó mà người sao nghe vẫn được lợi ích. Có một người giảng tịnh độ rất chuyên nhất, hiểu không? Có một người giảng tịnh độ cực kỳ chuyên nhất luôn. Vì coi hiện tại ít có ai giảng chuyên nhất tịnh độ mà giảng cái đề nào cũng quay về niệm Phật hết chứ. Đều đẩy niệm Phật làm chính. Mà với cái cảm giác những đức bây giờ mà đi đâu mà chỉ cần nghe câu Phật hiệu cái thôi là trong lòng sanh tâm hoan hỷ liền. Nghe câu Phật hiệu là sanh tâm hoan hỷ liền. Mà đến ngủ mà còn ôm Phật ngủ. Nghĩ đi. Cái tâm mà thích niệm Phật, mà thích Phật đến mức vậy đó. Nghĩa là trong máy, trong phòng là bắt máy niệm Phật lớn cỡ nào cũng ngủ ngon, không có trở ngại gì hết trơn á. Thì vì biết thích niệm Phật đến mức vậy đó. Không?
Đó, rồi xong rồi mà bây giờ nuôi người già là trở thành một mô hình luôn. Phương pháp tu người già áp dụng được luôn. Nhưng Đức nói nhiều chùa chiền mà đủ duyên là phương pháp này làm được á. Tiện quá trời tiện luôn. Chỉ cần lo mấy bà già thôi, tới giờ mới lên chánh điện mới tu hết trơn. Đâu có ông thầy nào dẫn chúng đâu. Đúng là thật thật, giả thật thật. Thấy không? Thì thấy không, tới giờ tu là tự nhiên các cụ mới lên chứ. Còn ai đi làm chuyện gì làm chuyện nấy, tới giờ tu chánh điện lên tu quá trời đông người ta luôn. Bắt âm thanh lên cái gì mà tu. Nó có nhiều người nói ô phải có người dẫn chúng kìa, nó mới cảm ứng. Này, cảm ứng là do con người niệm Phật. Có cái máy nó dẫn đầu mình, nó khỏi khang tiếng. Nhưng Đức nói với vị nghe, vị đi hộ niệm á, nếu như vị có sức thì vị cứ làm, còn nếu như vị thiếu sức á, kiếm cái máy á, trời ơi bật lên nó niệm câu mình niệm theo khỏe, ào ào cho mình niệm khỏi khang tiếng. Thấy không? Cái khoa học hiện đại nó hay lắm quý vị, mà biết cách sử dụng là nó phù hợp, nó tuyệt vời. Như bây giờ quý vị coi những cái buổi giảng như Đức giờ này, như Đức đang nói chuyện đang gì nè, người ta phát trực tiếp, phát trực tiếp rồi á, nhiều người giờ người ta đang nghe. Mà giờ cái trực tiếp mình là ta coi đông lắm, trực tiếp coi đông lắm quý vị ơi. Thấy không? Mà trực tiếp coi đông mà nó cũng nguy hiểm, mình hớ cái gì cái nó dính luôn trực tiếp. Giảng trực tiếp phải cẩn thận quý vị. Mà nói gì tầm bậy cái là nó dính câu đó luôn, nó bắt liền á. Nó chụp, bây giờ người ta đang canh mấy cái câu như Đức nói đơn chin, nó cắt nó làm đoạn ngắn. Nên từ nơi đó mà kệ. Kết duyên, thuận duyên, nghịch duyên. Có duyên thuận hay nghịch đều độ được. Chỉ có cái không độ được là không có duyên. Hiểu không quý vị? Có nhiều buổi nhận Đức mà nói ra cái lúc mà nó đang mà giống hứng thú giảng á, tự nhiên á cái mặt kênh á cắt khúc 5 phút, 1 phút mà đưa lên, trời ơi ta chửi quá trời chửi, chửi quá trời chửi luôn, chửi đó mặt này gian này, mặt thầy gian. Hiểu không? Chửi quá trời chửi quý vị. Thì mình coi mình nói mô Phật cảm ơn, trả nợ nhiều quá thì thiếu nợ bây giờ trả, đúng không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì đó. Nhưng mà lâu lâu cũng thấy bực mình đó quý vị. Mà bực mình chút hết, lâu lâu cũng thấy bực mình, rồi lên cũng giảng cũng xiên xỏ, lên giảng cũng xiên xỏ quý vị, nhưng mà không có đích danh ai chứ xiên xỏ chơi gì đó, được không? Đã là phàm phu mà thì cứ chơi đúng vậy thôi. Hiểu không? Xuyên qua xỏ lại vui mà. Trong cái cuộc đời này ngộ quý vị, niềm vui nó có nhiều loại niềm vui, chứ không phải là niềm vui nào cũng thanh tịnh không mà vui được đâu. Mình ở đây mà thanh tịnh quá ngủ luôn, nó cũng phải có cái gì đó. Nên ông thầy giảng pháp mà nhiều người nghe là ông thầy này cũng phải xiên xỏ giống chúng sanh. Chúng sanh nó nghe được là tại vì nó xiên xỏ, mà mình xiên xỏ theo nó nói ông thầy giảng câu giảng hay trời, giảng cây bo kìa trời, họ mới nghe. Đó thì quý vị biết rằng cũng tốt quý vị. Họ cắt mấy cái công đoạn mặt kênh ta chữ quá trời chữ, thì cuối cùng thì có duyên, chữ có duyên rồi. Thì một ngày nào mình đến mình nói nhớ không? Nhớ đó chữ từ chưa? Giờ đến độ nè. Giống như cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội đó. Câu chuyện niệm Phật diệt tội á, cái ông này kia ông chứng quả A-la-hán á, thì ông mới quan sát lại trong cái đời kiếp. Khi mà ông đi vô cái chòi chanh đó đó, thì ông chú mưa, trong đó có một cái thằng đi sinh, mà thằng này là công tử mà nó ăn chơi quá, giờ nó sa đọa nó khổ. Vậy mà nó trong đó nên nó chờ người mà chú mưa để nó lấy tiền lấy của anh ta. Cuối cùng vậy mà nó bắt ổng, nó kêu đưa đồ ăn cho nó hết. Nó hành hạ ổng rồi nó chửi mắng ổng, nó bắt ổng làm việc cho nó. Rồi nó đuổi ổng đi. Vậy đó mà khi ổng chứng quả A-la-hán, ổng quán cơ, ổng coi nhân duyên thuận nghịch làm sao. Thuận là cái cô mà cúng dường cho ông thầy.
Hôm nay cái mà cúng dường trực tiếp cho ông thầy, mà ông thầy mà ổng mà đắc đạo là ổng trở lại với vị trước nhất á. Nhớ kỹ nghe, câu chuyện niệm Phật diệt tội á, thì cái con bé mà nó cúng dường cho ổng là mỗi lần ổng đến đó là ổng đứng là nó cứ đem đồ ăn ra cúng cho ổng, là ổng đi ăn xong ổng đi nhập định. Cứ là một bé đó cúng thôi. Sau này nhỏ đó bị oan ức, bị chủ nhà đổ oan cho nó uống thuốc sâu tự tử chết. Thì bắt đầu là khi ổng chứng quả A-la-hán đó, ổng đến đầu tiên độ nhỏ đó. Thuận duyên độ trước. Nhớ, thuận duyên thì độ trước. Đơn giản thôi, cõi đời này cũng vậy thôi. Vì mà thương ai là vì đến gần người đó trước, chắc chắn quý vị luôn. Hiểu chưa? Iran luôn, đời đạo Iran. Ví dụ như ông vua đi, ổng mà sủng ái mà người nào trước thì ổng đến nhỏ đó trước. Còn ổng mà không thương mấy con nhỏ kia thì ổng không có ngó ngàng tới. Nhưng mà có lúc bất chợt đi qua thì ghét chơi một chút. Nó rõ ràng. Thì cái thuận duyên mà thương yêu nhau, quý nhau là nó đến trước nhất. Tại cái tần số đó nó kéo mạnh hơn. Nên khi mà ông này ông chứng quả A-la-hán là ông đợi, ông lợi ông độ cái con bé mà cúng dường thức ăn cho ông đầu tiên, ông lợi ông độ trước. Mà khi con bé đó uống thuốc sâu nó tự tử đó quý vị, nó kết liễu cuộc đời, nó tự tử, nó quán hẳn, nó thành ma. Nó thành ma nó ghê lắm quý vị ơi. Thì xong là cái ông vị A-la-hán này vừa đến một cái nghe quang minh ông phổ chiếu một cái, ông nói chuyện mấy câu con ma này, cái tâm nó buông, cái tâm sân hận xuống, tức khắc tóc của nó trở lại bình thường, người nó trở lại bình thường hết. Nên con người khi mà tức giận là tóc nó dựng dựng lên, mắt mũi miệng thấy ghê lắm quý vị ơi. Rồi xong khi mà ta vừa dịu cái tâm lại, cái ta trở thành người bình thường liền. Rồi lúc đó mới nghe lời cái vị tăng này dạy, và ông này ông niệm Phật, ông gia trì cho nhỏ này niệm theo. Niệm Phật gia trì quý vị, giống như đức giảng pháp là gia trì đó, đức giảng pháp là như đức đang gia trì quý vị để vị giảng pháp đó, không phải để vị niệm Phật bên nó lộn mà giảng pháp. Hiểu chưa? Nhớ kỹ nè, giống như chương trình á, Diếu Âm đi, những đức mỗi ngày nói là đang gia trì cho vị đi đó. Cái đó là rõ ràng đó, nói giết người ta phải đi luôn quý vị. Thì cái vị tăng này, ông đến ngay con ma đó, ông giảng pháp cho con ma nghe. Xong ma nó dịu tâm xuống, cái ông mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm. Cái con ma nó nghe được câu bằng hiểu, niệm theo. Mà vừa niệm theo phát tâm cầu sanh cực lạc, Phật A Di Đà rước về cực lạc luôn. Được không? Danh hiệu ai với đạo Phật mà niệm cái là Phật rước liền à. Ngài đã nguyện rồi. Thì coi phim niệm Phật diệt tội rõ ràng, câu chuyện có thật. Nó rồi quý vị biết rằng là ổng quán cơ tiếp tục. Rồi ổng mới thấy cái thằng mà nó hại ông đó, thì nó làm con chó quý vị. Nó làm con chó. Ông đến một cái nghe ông kêu một cái, tại vì nó chứng quả đắc đạo mà, người ta kêu con chó biết liền à. Người có nhớ người là ai hay không? Phải không? Kể cho nó nghe sơ sơ một cái đầu con chó nó ngước lên, nó cầu xin sám hối, và nó xin sám hối. Thì cái tâm tới lúc xin sám hối là nó mở ra quý vị. Hồi lúc nó hại ổng là nó ác, nên cái tâm ác nó làm con chó. Nhưng mà khi ổng đến ổng quá độ nó thì nó lại sanh tâm sám hối. Nên quý vị mà vừa nghĩ cái điều ác hại người ta là vì là đi vào cõi ác rồi đó. Nhưng quý vị quay đầu bị sám hối là cái tâm bị dịu lại liền. Mà vừa sám hối là nghe được liền, vừa sám hối là nghe pháp được liền. Còn vị mà không sám hối, vị có ngồi đây cũng không nghe nữa. Vị tin rằng ví dụ như có những người đông thiệt đông ngồi trong đây, họ không phải nghe, mà họ đang chờ đợi của mình có nói hớ câu nào không. Ôi quý vị, cái người vậy là nó là hoàn toàn nó bích lấp, là lọt vô chủng tử. Nhưng mà cái nó phát triển nhân duyên thì không có, nó lọt vào chủng tử A Lại Gia Thức, nó nằm trong đó. Nhưng mà để phát nhân duyên để mà từ bi thì nó không có. Có khi ngồi trong đây đông việc mà có một người, hai người, thí dụ đi, họ ngồi họ cứ canh hoài vậy đó, buổi nào cũng qua canh để coi có nói câu nào không, câu nào không phải là điểm đó, giờ đó không phải. Bắt đầu là nó đem cái đoạn đó ra, nó đưa lên công chúng. Tao không có giỡn đâu chàng, nó giỡn đâu nghe. Chứ vị biết là tại sao mà ta nghe được mà ta cắt từ đoạn nhí nhí chàng. Nhớ tí, có những người thì cắt rất là hay. Cắt công đoạn rất hay là vì lợi ích cho người ta, nên nghe cái là thích liền. Cắt cái đoạn rất hay, rất vui. Nhưng mà có những người họ cắt cái đoạn là nghe xấu ốc lắm. Mà cái đoạn đó là mấy cái đoạn kế và cái đoạn sau là nó giải. Nó giải cái đoạn đó, lý luận cái chỗ này để giải, những đoạn sau giải. Nhưng họ không cắt cái giải, nhưng mà họ cắt cái đoạn tí tí đó. Tí tí
đó thôi đó. Ghê vậy đó nghe. Thì mình coi mình biết à, thì ra họ để ý từng chút. Họ cũng bỏ công lắm quý vị. Cũng cực, cực khổ lắm chứ không giỡn đâu. Cũng cực khổ ghê à. Quá cực khổ luôn thấy chưa. Thì như Đức giải thích cho vị nghe thấy không. Thì khi mà cái thằng đó nó ác với ông Tăng thành chó. Nó thành con chó quý vị à. Thì quý vị biết rằng là cái ông này ông chứng quả sao ông lợn quá độ con chó. Thì quý vị biết rằng nó vừa buông cái tâm sân hận là cái đầu nó hiện cái hình người liền. Cái tâm nó thành người liền, cái tâm á. Còn hình chó là vẫn là chó nhưng cái tâm nó hiện hình cái tướng của con người rồi. Tại vì sao? Vì nó tiếp nhận Phật pháp. Xong ông mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm có nó nghe một cái trong câu Phật hiệu đó, ông niệm là gia trì cho nó đi niệm theo. Thì ông niệm thì cái chuyện này ông giảng sanh, nhưng mà ông đã giải thoát rồi, chuyện này ông đi độ sanh mà. Thì ông niệm để cho nó nghe, nó nghe để nó niệm. Thì ông dạy rồi, ông niệm, nó niệm. Giống hộ niệm đó. Thì bắt đầu nó niệm theo cái Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Hay chưa? Quá đặc biệt đúng không? Rồi ông mới quán cơ coi mẹ ông đang ở đâu. Mẹ ông là lúc còn sống là bà là hắt hủi chửi mắng người xuất gia. Khi cha của ông hiền lắm, cúng dường là bà lợi bà hắt, cúng cho cụ Ba Lan bà hắt, bà chửi người xuất gia quá trời chửi luôn. Khi bà chết đi bà đọa địa ngục A Tỳ tầng thứ 18, kinh cho địa ngục sâu nhất luôn. Quý vị biết rằng là ông đến độ mẹ ông không được. Y gan Tôn Giả Mục Kiền Liên, tại vì thấy thương mẹ quá nên lúc đó gì cái ái tình nó không thể nào đến độ được quý vị. Ghê chứ quý vị. Tôn Giả Mục Kiền Liên ngài không độ được mẹ của ngài là vì thấy mẹ ngài quá đau lòng. Cái đau lòng đó thôi đó mà không độ được rồi đó quý vị. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà quý vị mà về cực lạc rồi, khả năng quý vị không có bao giờ giới hạn nữa đâu. A-la-hán còn giới hạn đó. Nhưng mà quý vị về cực lạc là không bao giờ có giới hạn nữa đâu. Độ sạch sẽ luôn, không có cái dính cái gì được nữa chứ. Nào, thì quý vị biết rằng là ông bây giờ muốn cứu mẹ ông phải làm sao. Thì lúc đó ông quán cơ cái đường dây mà sanh tử. Thì lúc đó ông mới thấy ông vua này giết cha, hại người quá ác. Ông vua này sắp sửa tuổi thọ hết. Mà ông vua này chết đi là ông vua này đo xuống cái địa ngục y gan mẹ của ông luôn. Thì lúc đó ông là ông hóa độ ông vua này trước. Ông dạy ông vua này trước khi mà ông bị đọ. Ông vua này cầm dao lên chém chặt ông này, mà ông này là chứng quả, chém chặt cái nào cũng đâu có sao đâu. Dùng thần thông thị hiện thêm một chút nữa, bắt đầu hóa độ ông và dùng thần lực cho ông thấy được những cái việc ông tạo nghiệp, ông sẽ đọ sao sao. Ông sợ quá cầu xin. Thì nói là khi ông bị đọ xuống địa ngục, ông nhớ ông, tôi sẽ gia trì cho ông. Niệm Phật, ông nhớ niệm Phật nghe. Ông nhớ niệm Phật nghe, ông nhớ niệm Phật nghe. Khi mà ông Tăng ông biến đi, ông nói một câu nè, ông nhớ niệm Phật nghe, ông nhớ niệm Phật nghe, ông nhớ niệm Phật nghe. Nhắc ba bốn câu nó gieo vào chủng tử mạnh quá. Khi ông này đọ xuống địa ngục thì bắt đầu là những người mà ông giết nó bao vây ông, nó bao vây ông, nó cấu xé ông. Ghê chưa? Bởi vì mình mà sát sanh hại vật là xuống dưới đó nó ghê lắm. Nó mổ mình mà con gà rồi con chó nó bự dữ lắm. Nó dặm mình ghê lắm. Nó cấu xé mình, nó đòi nợ quý vị. Thì quý vị biết rằng ông vừa chết là ông đọ liền. Xuống dưới là gông cùm đồ, bị hành hạ ghê lắm. Thì bắt đầu là ông đã được gieo cái chủng tử đó. Thì cái bậc A-la-hán này niệm Phật để độ là phải độ từ ông vua này. Độ ông vua này thì ngày đó rước ông vua này thì rước tất cả chúng sanh trong địa ngục ngày đó luôn. Ghê không? Giống như cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, có câu chuyện đó. Hai người cha mẹ mà được độ đó thì ngày đó ở dưới chúng sanh địa ngục được độ hết luôn. Hay chưa? Thì họ vừa niệm Phật lên thì cái sự gia trì đó quang minh phóng cái là tự nhiên tất cả chúng sanh nó tỉnh táo lên hết, niệm theo. Vừa niệm để có Phật hiệu thì tiếp dẫn hết trơn chúng sanh trong địa ngục về cực lạc luôn. Mà quý vị biết rằng cái địa ngục đó là tích tắc thôi. Cái trong cái lúc đó quý vị sẽ được tiếp dẫn hết, nhưng mà một giây một phút thôi ở dưới địa ngục thôi là chúng sanh đọ xuống đầy. Những chúng sanh ở đây đọ xuống nữa là cái tâm tạo địa ngục, thì địa ngục xuất hiện nữa. Nhưng mà chúng sanh lúc ở dưới địa ngục mà đang niệm Phật là địa ngục không còn là địa ngục nữa, mà gọi là ao thác bảo.
Địa ngục là ao thất bảo, hoa sen không à. Thì vì biết Phật phóng quang tiếp dẫn không còn địa ngục, nhưng mà trong một chút thôi là địa ngục hình thành liền. Chúng sanh ở dương gian tạo địa ngục, đỏ nữa, đây địa ngục. Trời ơi, kinh quý vị ơi. Nói vậy thấy không, nên độ thuận và độ nghịch. Nếu mà nó không có duyên nó không độ được. Nên chúng sanh ở cõi này thuận hay nghịch gì mình cũng độ được thôi. Mình nên phát nguyện độ hết đi. Tốt nhất là gì? Nghe không? Nên ai mà cắt những công đoạn mà như Đức ngầu ngầu cứ cắt. Tại vì một số người nó ghét nghe mấy đoạn đó lắm mà nó phải nghe. Các vị tin là có những chúng sanh không? Nó ghét những cái thứ xấu ác nhưng mà nó lại phái coi xấu ác. Ừ, ngộ vậy đó quý vị. Nên đưa cái đoạn nào cái mặt xấu ác lên để độ một số chúng sanh xấu ác, để nó chửi mình để có duyên. Độ nghịch duyên quý vị. À, bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để phát nguyện cầu sanh cực lạc đây. À. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta nên phát nguyện từ người sống cho đến người đã mất, chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, nên phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, buông cái tâm hận thù đòi nợ, để quyết chí đời này niệm Phật, để chúng ta về cực lạc gặp nhau quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về
khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Vì nhớ khi cúng đi thực, bây giờ chiếc máy quay phim này nó quay trực tiếp luôn cũng được. Hương linh còn gọi là du hồn. Dù là người ta ở đâu xa, nhưng mà khi cúng đi thực ở đây mà mình cung kính, mình hướng về đây để cho hương linh người ta cũng được đi đến đây. Dù là hương linh ở nhà mà người ta cũng đi đến đây được. Chỉ cần người ta nghỉ ở đây là người ta đến đây được. Tại người ta là du hồn quý vị. Nghỉ ở đâu là đến ở đó. Ha. Nên hương linh mà vì nghiệp phá thai hay là củ quyền thất tổ mà chết mà chưa siêu á nghe. Nếu như mà họ nghỉ ở cực lạc, họ niệm Phật là Phật rước họ về cực lạc liền. Tại vì nghỉ ở đâu đến đó. Mà nếu bây giờ mà nghe được pháp môn tịnh độ mà nghỉ ở cực lạc là tự nhiên Phật rước liền. Bây giờ đừng có nghĩ buồn giận hận trách nữa. Nếu như nghĩ mà buồn giận hận trách thì thế nào cũng lọt vào tam đồ ác đạo. Dù là bám theo người ta đòi nợ đó nhưng mà nó lọt vào tam đồ ác đạo nghe, khổ nghe. Nhưng bây giờ buông cái tâm hận thù đòi nợ mà hướng về cực lạc Tây Phương. Mà hướng về cực lạc Tây Phương bằng cách là niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật niệm. Giống như nãy những đứa kể câu chuyện mà niệm Phật diệt tội vậy đó không? Nói bây giờ chư hương linh mà bây giờ đi theo người nhiều người sống gì đây mà phá thai đồ này ha, quan gia trái chủ ha, của quyền thất tổ đồ chết chưa siêu về đây đông. Giờ nghe gì bây giờ mình niệm, mình cùng niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có nghĩa là niệm theo vậy nghe thôi. Mà hương linh mà niệm theo thôi nghe, Phật rước liền. Tại vì Đức Phật A Di Đà nói là niệm danh hiệu ta rước. Mà mình là bị trở ngại là cái thân nè. Cái thân nó còn trở ngại nè. Còn bây giờ hương linh mắc tiêu cái thân rồi, còn cái linh hồn. Phật rước cái linh hồn đi mà đâu phải rước cái thân đâu. Nên cái đoạn mà hăng hoang cực lạc chứ không phải là thân. Hăng nha. Hăng hoang á. Nên từ nơi đó mà hương linh á là niệm của Phật hiệu là Phật tiếp dẫn hương linh về cực lạc liền. Nó nhớ. Mà cái lúc niệm danh hiệu Phật đó thì không có buồn giận thì Phật rước mất tiêu rồi. Mà về cực lạc thì nó không còn nghiệp nữa. Nó mà không còn khổ luôn chứ hương linh ơi. Nên nhớ. Nên những người mà ghi giấy cầu an cầu siêu ở đây chúng ta hồi hướng chung hết là cũng được hết. Nhớ. Nên nó về đây mình tu tập gì là cái công đức này lớn dữ lắm. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập này hồi hướng cầu an trên là vào thượng viện chủ. Nhờ ngài xây chùa mà mình mà có chỗ nương tựa tu hành. Rồi chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Trong đó có thằng bằng quyến thuộc mình hết rồi. Rồi nguyện đem công đức này hồi hướng á, cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha, mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Và tất cả những người chết oan chết ức mà chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện thần thức quý vị sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn quý vị về Tây Phương cực lạc, về thế giới cực lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, tự thực biến thập phương nhật tiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết. Ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng hộ tình chung ngã kim tí nhờ cung, biến thập phương nhật tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết. Ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, thử thực biến thập phương nhật tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết.
ngà đặng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đào. Án một lụng lăng ta bà ha, án một lụng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, u vị vô danh. Thái nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Mỗi tuần quý vị về đây tu tập, chúng ta cuối cùng có cái lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh giúp cho chúng ta sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Nên những người bệnh đau, chúng ta nên phát tâm ăn chay trường và phóng sanh. Nhớ tuyệt đối bệnh đau, ung thư, bệnh này, bệnh kia, đừng có nghe người ta chỉ mà cái kiểu mà như cắt máu gắn hổ, hay là làm thịt con này con kia, làm thuốc uống đồ, đừng có làm thêm. Giống như câu chuyện như Đức kể mà cái ông này làm quan mà vợ ông bị bệnh, mà thầy thuốc chỉ vợ ông á, bây giờ muốn trị bệnh là phải cắt chặt 100 cái mỏ bồ câu. Thì vị biết rằng bà vợ bà có cái tâm học Phật. Khi mà chồng mà mua 100 bồ câu về định chuẩn bị chặt cái mỏ, thì bà nói thôi bây giờ chị chưa chắc hết, nhưng mà trước nhất là 100 con bồ câu nó bị mắc cái mỏ, sau nó ăn được thì nó chết queo, mà chết cái này mới chết ác đạn. Thà bây giờ giết cái một chứ bây giờ chặt cái mỏ xong mà nhịn đói chết từ từ, này là ác dữ lắm.
hiểu không? Rồi bà kêu chồng bà thôi thả đi. Cuối cùng thả 100 bồ câu xong bà hết bệnh luôn. Công đức phóng sanh nó đã quá giải cái bệnh hoạn. Cái công đức phóng sanh nó quá giải kiếp nạn ấy vì. Ví dụ như bão tố cuồng phong rồi cái hay là cái gì đó làm mà tai nạn gì đó mà người mà ăn chay phóng sanh là tức khắc nó quá giải kiếp nạn đó. À, tại vì Ấn Tổ nghe nói mà muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nên từ nó đã ăn chay là nó quá giải đau binh kiếp. Còn đau binh kiếp nổi dậy là từ cái nghiệp sát mà ra. Vì mình giết nó thì nghiệp quả nó quay là nó giết mình vậy thôi. Nhân quả như sắt ăn xét, xét ăn sắt. Nên vị về đây mà dự được cái lễ phóng sanh, từ từ vị phát tâm từ bi, rồi tự nhiên mình tập ăn chay trường đi vị. Đừng có sợ ăn chay mà ốm, đừng có sợ ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng. Những đứa thấy ăn chay mà cái bụng như đứa bự hơn là cái trống chầu, hơn bụng bia, thấy không? Nên ăn chay làm thiếu chất dinh dưỡng. Vì nhìn những đứa có phải người thiếu chất dinh dưỡng không? Quá dư chất. Dạo nhịn ăn luôn, thấy không? Nó nên ăn chay vui vẻ, khỏe mạnh mà phát tâm từ bi. Gia đình không sát sanh, lại không có oán khí trong nhà, vợ chồng sống hạnh phúc, sanh con ngoan ngoãn đạo đức, này là chắc chắn. Nên chúng ta về đây nghe gì để phát tâm ăn chay trường. Giờ những đức đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường và qua đây lấy cơm ăn quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.